Xét xử lý 9 người đưa tin ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Bộ Công an cho biết đang xử lý 9 cá nhân tại 7 địa phương với cáo buộc đưa tin thất thiệt ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup bị cấm xuất cảnh. Chiều 11 tháng 7, Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết như trên. Các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ sự việc. Bộ Công an cũng chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đề nghị xử lý Tô Vĩ Hoàn, 38 tuổi, trú phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm với cáo buộc có hành vi đưa tin thất thiệt liên quan tới tập đoàn Vingroup. Việc làm của Tô Vĩ Hoàn bị đánh giá là đã ảnh hưởng đến uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, gây tác động xấu đến thị trường chứng khoán. Trong sáng nay, người phát ngôn Bộ Công an đã đề nghị người dân không tin, không lan truyền trước một số tài khoản mạng xã hội đưa tin không chính xác về một người đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đến thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Luật sư Nguyễn Đức Thịnh cho biết, theo Nghị định 15/2020, người có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Người vi phạm sẽ phải bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn.